Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc hội của Bộ Công Thương. Phát biểu tại lễ trao bằng khen, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc hội của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương là một bộ quản lý đa ngành, khối lượng công việc Quốc hội giao cho Bộ Công Thương là rất lớn. Ngành công thương cũng là ngành được cử tri cả nước, các cấp, các ngành quan tâm và dành nhiều câu hỏi chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội. Với sự giúp đỡ của các cơ quan của Quốc hội và trách nhiệm của các cán bộ thuộc Tổ công tác Quốc hội Bộ Công Thương, Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.